Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chị Minh Thư xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Nam California của nước Mỹ. Và trong tháng 2, 2022 thì đã có một vụ kiện về vi phạm tác quyền chống lại công ty Người Việt hay tờ báo Người Việt với chủ bút là ông nhà báo Đỗ Dũng, thưa quý vị. Và trên màn hình đây là một status của ông Minh Giang, chủ kênh Trực Diện TV. Báo Người Việt vùng Little Saigon đứng trước 7 vụ kiện từ nhân viên nội bộ, nay lại bị kiện từ bên ngoài vi phạm tác quyền ở trên trang Facebook cá nhân của ông Minh Giang. Thì đầu tháng 2, 2022 thì đã có tác giả Paul Martin Carr đã đệ đơn lên tòa án của California, thưa quý vị. Thì ông Paul Martin Carr này đã thưa công ty Người Việt News Incorporation. Thì người đứng đơn là Paul Martin Carr, bị cáo Người Việt News Incorporated. Thì số hồ sơ là 82.2022 CV 00166. Thì đã được nộp đơn vào ngày 1 tây tháng 2, 2022 ở tòa án của California. Và chánh án là bà Karen E Scott. Và nội dung kiện đó là vi phạm tác quyền hay bản quyền, luật Hoa Kỳ gọi là copyright law. Và cause of action, tức là nguyên nhân để mà dẫn tới vụ kiện, dựa theo điều luật 17 USC Code Ampersand 501, tức là dựa theo điều luật liên bang Hoa Kỳ 17 và phụ lục là 501. Thì có thể nói đây là một cái vụ kiện mới nhất nhắm vào báo Người Việt. Có thể nói là báo Người Việt đang có những cái vụ lùm xùm đối xử không tốt đối với nhân viên của Người Việt, khiến cho một số ít nhân viên Người Việt đã đứng đơn tố cáo, trong đó có nhà báo Ngọc Lan, và trước đây là thường viết cho báo Người Việt, thì nay đã đứng đơn để kiện ngược lại công ty Người Việt, tức là một công ty chuyên làm báo, thưa quý vị. Thì nói sơ về công ty Người Việt, thì công ty Người Việt được thành lập vào năm 1981 theo cái cơ chế là cổ đông. Và lúc đầu thì có 8 cổ đông tất cả, và số cổ phần thì được chia đều cho nhau, tức là số cổ phần tương đương với 800.000 cổ phần và mỗi người nắm giữ 100.000 phần cổ phần, thưa quý vị. Và từ 8 người thì sau đó họ bổ sung thêm 3 người và chia lại cái số cổ phiếu để mà nắm giữ, thưa quý vị. Thì hiện nay người nắm giữ cao nhất là 14,3% và người thấp nhất là 0,3%. Tức là đã có một số cổ đông do quá già đã bán lại cho người khác, hoặc là đã chết rồi để là di chúc cho con cháu, rồi con cháu bán lòng vòng những cái cổ phiếu của Người Việt, thưa quý vị. Và công ty Người Việt thì họ điều hành theo cơ chế ESOP, tức là điều hành theo cơ chế là cổ đông và có hội đồng cổ đông, thưa quý vị. Họ không có một chủ nhân ông đứng làm trùm riêng biệt, mà dường như tất cả những cổ đông đều có trách nhiệm là làm chủ, tùy theo mỗi người thì cái số cổ phiếu nhiều năm qua nó sẽ sụt giảm hoặc gia tăng, thì tùy theo mỗi người, mỗi cổ đông. Nếu mà làm tốt thì họ giữ lại, còn không làm tốt thì họ bán cho người khác. Và họ không còn muốn nắm giữ công ty Người Việt nữa, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng vụ kiện mới nhất này là một vụ kiện thứ 8 và kiện về dân sự. Tức kiện là về cái việc mà tố cáo nói rằng công ty Người Việt đã ăn cắp tác quyền, thưa quý vị, tức là luật về copyright. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói rõ để cho quý vị hiểu là ông tác giả là người Mỹ Paul Martin Carr, nhưng báo Người Việt lại đăng tên và đăng bài viết chữ Việt. Do đó là trừ trường hợp là báo Người Việt có những cái cột hay mục bằng tiếng Anh thì mới có thể là gọi là đánh cắp tác quyền hoặc là lấy bài của Paul Martinka để đăng một cách phi pháp. Nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ là có lẽ là tác giả Paul đã có những bài viết và báo Người Việt thì vì không phát hành vào tiếng Anh và cũng không nhắm tới độc giả biết tiếng Anh, cho nên phần lớn là họ lập ra những cái liên quan tới Người Việt nhiều hơn, thưa quý vị. Có thể là những cái bài viết này là được dịch từ báo Mỹ sang tiếng Việt, tuy nhiên đã không trả tiền cho tác giả của những bài báo Mỹ như thế. Cứ thấy trên Internet có tin tức nóng rồi ngồi dịch lại làm tin cơm nguội, bình luận lung tung, thưa quý vị. Thì có thể nói với cái vụ kiện thứ 8 này thì có thể nói là báo Người Việt đang bị nguy khốn bởi những cái đơn kiện tụng. Mà ở Mỹ này càng kiện tụng thì cái giá nó càng cao, thưa quý vị. Đội bồi thường càng lớn. Không đơn giản là vụ kiện chỉ đòi vài ngàn đô, thưa quý vị. Những cái vụ kiện mà tranh chấp về tác quyền có thể nói lên tới hàng trăm ngàn đô la, thậm chí là vài triệu đô la, lên tới vài chục triệu đô la cũng có nữa, thưa quý vị. Nói chung thì những tác giả họ cho rằng là bị báo chí lén lút ăn cắp lấy đi rồi in bán lấy tiền, cho nên họ tức giận, họ đi thưa. Và những cái loại thư kiện như thế thì không thiếu ở Hoa Kỳ này. Thì trên màn hình quý vị thấy là tòa án cho 21 ngày để công ty Người Việt có thể trả lời cho luật sư của bên phía đi kiện, thưa quý vị. Có thể nói rằng vào cái ngày 1 tháng 2, 2022 thì ở tòa án California đã có một cái sự nộp đơn và bận rộn. Có thể nói rằng là cái vụ kiện đã thông báo đến cho chánh án và cũng thông báo cho đối thủ, thưa quý vị. Xin thưa, ở luật ở Hoa Kỳ khi mà thư kiện thì bắt buộc phải nộp là 3 ấn bản. Một ấn bản cho chánh án, một ấn bản cho hội đồng xét xử, vân vân, thưa quý vị. Và một bản thì gửi qua cho đối phương. Tức là những cái gì mình nộp ở tòa thì mình phải đưa cho đối thủ của mình chính xác từng tài liệu một như thế. Tức là những cái bộ hồ sơ nó đều giống nhau hết. Rồi ngày 1 tháng 2 thì cũng đã yêu cầu là tòa án thụ lý hồ sơ, thưa quý vị, để mà có thể kiện. Nói chung là quy trình của tòa án ở Hoa Kỳ rất ngặt nghèo. Họ kiểm tra từng bước và họ kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Nếu mà những cái vụ kiện không có giá trị một cách chính đáng hoặc là dựa vào những cái bằng chứng xác thực thì tòa án có thể bác đơn từ ngoài vòng gửi xe. Chương trình từ thủ đô Washington đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.